tiếp tục đón xem Hoàng Châu Cách Cách phần 2. Hay, hay lắm. Tiểu Yến Tử là Tiểu Yến Tử. Vẫn tinh nghịch và rất đáng yêu. Nhưng chốn hậu cung một lần nữa dậy sóng. Hoàng Châu Cách Cách để cho người khác làm đi. Dù có là hoàng thượng cũng không cứu nổi hai người đâu. Thánh chỉ đến, lập tức xử tử hai phạm nhân, giết không tha. Hoàng Châu Cách Cách phần 2 lúc 21 giờ hàng ngày trên TV Star SCTV 11.